Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tha La. Hôm nay là một vlog đường trường ha, mình sẽ đưa các bạn đi đua xe nha, mà không phải đua xe ở nơi bình thường nữa, mà vào hẳn học viện cảnh sát đua xe, các bạn có tin không? Ok, đây đằng sau. Ok, hôm nay mình sẽ vào để mình giao lưu với câu lạc bộ mô tô của học viện cảnh sát. Tất nhiên là cái xe hôm nay nó không phù hợp để ôm cua lắm, tại vì hôm nay là mình đi next. Nếu ôm cua thì nên đi sport hơn kìa. Kia là một bài học kìa. Đó, vừa mới có một đồng chí xòe đó. Rồi, nhân tiện khi mà mình đưa các bạn vào trong này để mà tạo hối đua xe các bạn trong này, thì mình sẽ cho các bạn tham quan một số quan cảnh ở học viện cảnh sát. Sau đây thì chúng ta bắt đầu lên câu. Nhưng mà đi đường đèo thì nó sẽ khác. Đường đèo mình cũng giống như kiểu mình tập như này này, nhưng mà nó nhiều cái rủi ro hơn ấy, với cả là những cái góc cua của mình nó sẽ khác. À, cho xin phỏng vấn một tí là cảm giác lái của bạn thế nào ạ? Bạn vào đường CC thì hả? Nói chung là kiểu chưa quen xa hình cho nên là lái nó chưa được tốt lắm, chắc phải lái lại vài vòng. Rồi, cảm ơn cô giáo. Mũ hồng. Cái đùi nó to ngang đùi em này. Anh thì cười chắc sẽ đánh luôn. Có khi mua này đi. Con này đi với cái mũ. Con tỷ 2 tỷ nó vẫn gặp mưa mà. Mặc dù cái kỹ năng lái thì chắc là sẽ phải học tập thêm, nhưng mà nếu mà các bạn có thời gian thì chắc là những cái kỹ năng này các bạn nên luyện tập nhiều hơn. Xin cảm ơn các bạn đã quý và quan tâm theo dõi cái vlog này của Tha La. Bây giờ thì trời đã tối cho các bạn nhìn. Mặc dù buổi tối rồi nhưng mà sinh viên của học viện cảnh sát vẫn đang học trên này. Chung cũng là một trải nghiệm thú vị. Còn bây giờ thì đã đến giờ để ăn cơm rồi. Bye bye, hẹn gặp lại trong vlog tiếp theo của Tha La.